phòng của khách sạn 4 sao nằm ở trung tâm Makita này. Trông cũng rất là ok, có khu bếp nấu nướng đầy đủ, có tủ lạnh, rất là nhiều ngăn, một chiếc bàn làm việc, tivi. View ra trung tâm thành phố. Thường thì những khách sạn ở rất nhiều nước sẽ rất khó để mà đẹp được như khách sạn ở Việt Nam. Tuy nhiên như khách sạn này là cũng rất là ok đấy. Đây tầng 33 nhỉ. Ba tư. Phòng không nghiêm. Một điều đặc biệt là phần lớn vỉa hè ở Makati đều có mái che rất là xịn sò nhé, nên là trời mưa chúng ta cũng không sợ. Cái này chắc mình nghĩ là chỉ có ở Makati là khu dành cho người giàu thôi, còn đi ra khỏi Makati thì chắc sẽ không có được như vậy. Hả? Đúng rồi, đây này, tất cả các cái ngân hàng và các công ty ở đây đều có bảo vệ rất là chuyên nghiệp. Tức là ngân hàng thì bảo vệ là có súng, còn các công ty khác là bảo vệ nhìn như cảnh sát ấy. Đấy, bên kia ngân hàng quốc gia Philippines kìa. Đấy, ai cũng có rất nhiều bảo vệ có súng nhé. Còn bảo vệ thường ở đây thì cũng trông rất chuyên nghiệp, chứ không phải như kiểu bảo vệ ở Việt Nam là cho các cụ già đi trông đâu. Wow, cái thác nước cái đẹp em ạ. Nó là cái gì kia? Giờ hay là khách sạn à?
Shangri-La này. Cái này nghe quen nhỉ, như kiểu khách sạn ở bên Singapore. Singapore khách sạn ấy cũng nổi tiếng. Ở Thượng Hải cũng có. Wow, cái thác nước kia hay nhỉ, chảy theo bậc à, chảy từ trên xuống. Mình đi sang bên đấy à? Ô, ở đây rất hiện đại nhưng mà vẫn tồn tại quả xe. Xe kia là xe gì nhỉ? Tức là như kiểu xe túc túc với xe đò Việt Nam ấy, mặc dù là thành phố siêu hiện đại. Bảo vệ trong các trung tâm thương mại chun rất là đầy đủ. Mất tín hiệu GPS. Đây là một chiếc xe giao hàng phổ biến ở Manila. Xe nào cũng bịt kín như xe chống bạo động. Chỗ này là khách sạn New World của Makati. Các quanh đây có rất nhiều các trung tâm thương mại khác nhau. Và mỗi một trung tâm thương mại nó còn có mấy tòa cơ. Cứ tòa nọ nối sang tòa kia. Có lẽ là nếu mà chúng ta cứ đi các trung tâm thương mại này thì khá là lâu đấy. Makati có rất nhiều siêu thị và trung tâm thương mại. Đây là trung tâm Landmark. Chắc là trung tâm này bình dân hơn mấy khu bên kia. Bảy mươi lăm peso. Dương hẳn hai cái túi, cứ tưởng cái này là 199 peso, là 100.000, cứ tưởng một túi nhưng mà nó lại là mua một tặng một, tính ra là có 50.000 một cái túi này. 50.000. Em với anh cũng là một túi. 50.000 được. 50.000 quá rẻ luôn. Trà sữa. Chat time. Anh em thử trả bằng thẻ xem có trả được không? Một trăm peso là bao tiền Việt nhỉ? 100 peso là bao tiền Việt?
trekking tia. Một cốc này là trà sữa trân châu bình thường là 100 peso là 50.000, nhưng mà cốc này là size L là 110 peso là 55.000. Cái này là bằng Việt Nam anh nhỉ? Đắt hơn Việt Nam một tí. Việt Nam thì nó khoảng 40-45.000. Xem nào, để uống thử. Okay. Trân châu ở đây có trân châu ở đây có vẻ bé hơn so với trân châu ở Việt Nam. Túi túi xinh như kiểu dâu tây với thỏ thích. Minh của Samsung à? 80 triệu. 80 triệu sao đắt thế? Trả thẳng này. À đây. Bao tiền? 10 triệu. 10 triệu bộ này. 10 triệu. 10 triệu. Cũng giống Việt Nam anh nhỉ. Hoa trông đẹp hết. 200.000. Ở Makati có rất nhiều trung tâm thương mại và các trung tâm thương mại thì nó ở cạnh nhau, đi hết trung tâm này đến trung tâm kia thành một cái quần thể rất là rộng chứ không như ở Việt Nam, và nó cũng có nhiều loại, có loại cao cấp, có loại bình dân thôi.
dân ấy nhỉ. Đây là món gì? Đây là món cơm trộn à? Cơm trộn. Bao tiền? Rẻ, 80.000. 80.000 à? Này nhỏ siêu siêu này là 35.000. Peter King Bob. Một suất này nó cho luôn cả một cái trip này. Biết bằng cái gì ăn ngon phết. Công viên dành cho chó. Đây là khu vực công viên chó và đây có rất nhiều động vật, và điều đặc biệt ở Makati này mặc dù rất hiện đại nhưng mà rất là yên bình, các công viên rất nhiều chim. Rất nhiều chim. Thậm chí là những con chim này còn bay cả vào trong các siêu thị. Cho chim ăn. Bên này rất nhiều quán cà phê như kiểu Starbucks và Tuyết Bean rất là nhiều. Cũng rất nhiều ngân hàng. Thế là trung tâm tài chính lớn nhất của Philippines, do vậy là tập trung rất nhiều ngân hàng. Cái đường Tuyết Bean cà phê. Là 70 peso. 2 giờ đầu thì là 60 peso. Nghĩa là 30.000 à 30 peso 15.000 một tiếng. 3 tiếng sau thì sẽ là 70 peso cho 3 tiếng. À 70 peso một tiếng. 70 peso thêm 1 tiếng đúng không? Đúng. Đấy, kia kìa, kia mà sau 3 tiếng là cứ thêm 70 đi.
rẻ hơn Việt Nam. Nhưng mà không biết đỗ này là có ai thu tiền không nhỉ? Trả tiền tự động thì phải có cái barrier hay có gì. Hoặc không. Ở bên này thì các cái tuyến phố mà được phép đỗ mà có thu tiền thì nó có giá khá rẻ so với Việt Nam, mà không biết có người thu không. Đâu Bắc Kinh có nghĩa là không được đỗ từ thứ 2 cho đến thứ 6. Chỉ được đỗ vào thứ 7 và chủ nhật. Những khung giờ này là không được đỗ này. Ừ, chắc thế, khung giờ cao điểm. Chưa đến cái chợ à? Chiếc cà phê đường phố view rất là đẹp. Peso. Còn cà phê này là chocolate thôi, 180 peso. Này là latte. Thầm sang đường mở cửa suốt đêm, không cần đóng cửa. Cần bảo vệ, chắc là nó có camera. Hàng ngày có người vệ sinh đến lau dọn này. Không như bên Việt Nam là 10 giờ là sẽ kéo cửa sắt vào và đóng cửa. Mình đi ở bên nào nhỉ? Bên bên này, bên trái hay sao? Đúng rồi. Thang máy không hoạt động rồi. Sân bay Manila của Philippines này. Bây giờ vẫn thấy bán thẻ test Covid này. Máy bán thẻ test Covid này. Bên trong sân bay khá hàng nhiều hàng đồ ăn và đồ uống. Giá cũng tương đối mềm. The airport, the result